Video này hôm nay tôi sẽ nói về cái gì nhỉ? Về VMware. Tức là không phải VMware mà nói về Virtual Machine. Virtual Machine cho phép chúng ta cùng một lúc cài rất nhiều hệ điều hành chạy trên cùng một máy. Ví dụ như máy của tôi bên ngoài tôi chạy hệ điều hành là hệ điều hành Windows 7 đây, các bạn nhìn thấy không? Và sau đó thì tôi trên trên Windows 7 thì tôi cài cái Oracle Virtual Box nhé. Đây tôi là đây Virtual Box đây. Và trong cái Virtual Box này tôi có hai cái Virtual Machine. Một cái là Ubuntu và một cái là XP nhé. Và bây giờ tôi cùng một lúc tôi chạy, các bạn sẽ xem Ubuntu chạy như thế nào. Ubuntu không biết chạy chưa nhỉ? Ở đây Ubuntu đây rồi, phải không? Đây là Ubuntu và tôi sẽ vào password này. Unlock. Đây là Ubuntu chẳng hạn, tôi chạy từ trong này nhé. Tôi cũng chưa cài nhiều nhưng mà tôi thấy rất là dùng Virtual Box của cái gì đây nhỉ? Already running. Ok. Được chưa? Đây là Ubuntu, chúng ta biết Ubuntu rồi. Cũng nghe nói nhiều rồi, có người cũng chưa dùng nhưng mà cũng có nhiều người dùng rồi phải không? Đây là Ubuntu và bây giờ tôi lại muốn quay lại cái Virtual Box. Đấy, đúng không? Và tôi khởi động XP nha. Tôi ấn vào đây và chạy XP, Windows XP. Và XP bắt đầu khởi động đây. Có lẽ XP không biết nó khởi động có nhanh không, có lâu không. Cái gì đây? Và như thế là chúng ta thấy là trên cùng một máy chúng ta chạy một lúc ba hệ điều hành. Và cho đến thời điểm hiện tại thì tôi cũng mới cài các cái hệ điều hành này và với những cái mục đích nhanh nghiên cứu nữa. Nhưng mà cho đến thời điểm bây giờ thì tôi cũng chưa cài được lâu nhưng mà thấy mọi việc nó cũng dễ dàng và ổn thỏa. Và chúng ta phải cài, và cái này tôi sẽ nói tiếp ở cái video sau. Và có lẽ như vậy thôi nhỉ. Đây là tôi chuyển này, chuyển qua lại giữa các cái. Đây chúng ta có thể chuyển Ubuntu này, đây đúng không? Ubuntu. Ubuntu này thì tôi thấy tôi cũng chưa chưa dám chắc nhưng mà tôi có cảm giác này là chạy cái Ubuntu này thì giúp tôi vào YouTube tôi xem các cái video thì nó không bị đứt đứt như là chạy ngoài Windows và tôi còn đang nghi ngờ nhưng mà tôi cũng còn nghi ngờ là không biết có phải đấy là do cái thời điểm đấy là nó thời điểm đấy là cái mạng tốt không nhưng mà tôi rất 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 là ngờ là cái Ubuntu này nó chạy nhanh hơn cái thằng Windows 7 khi mà dùng YouTube. Để tôi sẽ kiểm kiểm chứng lại và sẽ phát kết luận sau nhé. Và hôm nay tôi chỉ có cái video này chỉ muốn nói như vậy về Ubuntu, Windows XP và bên ngoài này chúng ta ra đến Win 7 trên cùng một cái máy mà không có vấn đề gì nhé. Máy của tôi là chạy RAM là 4 GB và tôi cấp cho Ubuntu là 512 MB và XP 512 MB. Và tạm thời tôi chạy như vậy và để tôi có một vài việc phải cần đến những cái hệ điều hành khác. Và cái video này tôi xin dừng lại ở đây nhé. So thank you very much for watching. See you next time.